Ok, ok ok. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì mình làm về đời sống công nghệ và kiếm tiền trên mạng. Và hôm nay mình sẽ muốn giới thiệu cho bạn một cái app kiếm ETH. Thì cái này nó cũng giống như cái app lần trước mình giới thiệu thôi. Về cơ bản thì cái menu nó tương đối là giống. Phần home vẫn là phần đấy. Phần để bạn clan này và là cái những người dẫn đầu này. Đấy. Thì mình bây giờ mình sẽ bắt đầu nói về cái cơ bản trước là cái web này nó khác à cái app này nó khác cái app trước mình giới thiệu là chỗ là cái app trước là 3 phút nó sẽ cho bạn 1.000 sa, Satoshi nhưng mà cái này nó cho bạn 100 thôi Và cái leaderboard này thì là những người dẫn đầu này Cái mà mình sợ nhất ở những cái app này là có tên người Việt Nam ở đây Bạn biết tại sao mình sợ có tên người Việt Nam ở đây không? Bởi vì những cái app mà thường hay người Việt Nam là tính là họ sẽ không bao giờ tích 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 điểm cả mà đến min là họ sẽ rút luôn và liện, và khi mà nếu mà người Việt Nam mà tích điểm ở đây thì chứng tỏ rằng là bạn ấy hắc nhưng mà bạn ấy không rút được một một là thế vì vì đợt trước mình có một cái app thì bạn ấy bảo là bạn ấy hắc xong rồi bạn ấy không rút được thì đâm ra bạn ấy đứng top thôi chứ không phải là bạn ấy không muốn, không muốn rút đâu thì ở đây mình sẽ tìm đây bạn Hải Nguyễn đây đứng thứ 67 cái này là 93.000 à, à 900, 93 000 Satoshi ấy. Minimum à? mà. 93.000 93.000 đấy. 93.000 93 minimum satoshi đấy. Bạn được 93.000 satoshi, bạn đang đứng top đây. Đứng 67 đây. Ok. Tiếp theo là cái phần my profile. Có nghĩa là đây là mình 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 cái thằng bạn pack của mình nó đã giới thiệu mình cái app này thì nó chơi được một lúc thì mình nhìn thấy nó giao diện giống thế là mình 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 bảo nó gửi link cho mình và mình sẽ đăng ký thì đây mình phải nhìn thấy ở đây tiếp theo phần my cái phần này là tổng số thu nhập của bạn phần này cũng là cái phần mà để bạn rút tiền ra thì ở trên này nó có chân nét ra thì đổi ra bitcoin tương đương đô bạn có bao nhiêu đô tương đương ruby đây là cái nó tính là ruby vì mình đang ở ấn mình 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 không biết là cái app này là do mình đang ở ấn thì nó đổi ra ruby hay là ấy cũng biết nữa bạn thử xem ở việt nam thế nào khi bạn đủ cái min rút cái min của nó là 0.01 eth khi bạn đủ cái min rút thì tự nhiên cái địa chỉ ví nó sẽ hiện ra chứ bây giờ tạm thời địa chỉ ví nó chưa hiện ra khi bạn đủ min rút thì địa chỉ ví ví nó sẽ hiện ra nhé để bạn ấn vào điền nó vào thì ví mình sử dụng ví blockchain blockchain có hỗ trợ eth ok tiếp theo là cái phần bay history À, cái phần này nó không ấy rồi chưa có thần thông báo uh, link để cái link này để mời bạn bè Ok về cơ bản thì nó giống như cái app trước thôi nhưng mà cái những cái app này nó rất dễ bị ăn cam ăn quýt mình nói nào nhỉ một số bạn mình mình giới thiệu rất nhiều app này website này lúc mình làm clip thì nó cho bạn rút nhưng sau khi mình làm clip thì nó lại không cho bạn rút nữa Là vì lý do là web hoặc app ai đấy nó hết tiền Và nó không còn thể bơm vào được nữa Vì nó tính toán là Theo mình biết thì nó tính toán một lượng Lượng tiền nhất định ở trong cái website với, với một lượng người chơi nhất định thôi Nhưng mà khi 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 mình giới thiệu ấy Bạn, bạn phải hiểu là một một clip của mình mình có cái app đặt trước một clip của mình đến 30.000 30.000 lượt xem. Vậy 30.000 lượt xem đấy là đấy là mới là trong trong cái kênh YouTube của mình thôi nhá là 30.000 lượt xem xong rồi các bạn lại còn giới thiệu cho các bạn khác từ các bạn khác xong rồi các bạn ấy lại có một bạn bạn có đến 8 lít hoặc là đến 20 lít thì bạn ấy chơi thì làm sao mà không thể nó sập được đâm ra cái app này cũng tương tự thôi thì um, mình giới thiệu bây giờ thì các bạn nào thì ấn vào cái chuông ở cái phần subscribe ấn chuông ở phần subscribe của mình ý thì bạn sẽ nhận được clip mới nhất của mình và ngay sau khi mình post thì bạn có thể chơi được luôn vì mình đã nói nhiều về việc free rồi free thì giống như kiểu là một thằng nhà giàu nó phát tiền cho, cho những bọn nhà nghèo bảo hôm nay là đến phát tiền đấy thằng nào chạy nhanh nhất thì thằng ấy ăn được trước còn thằng nào chạy chậm thì thằng ấy không còn đấy là điều đương nhiên rồi thì có nhiều app nó khỏe thì bạn vẫn có thể kiếm được nhiều app nó khỏe à, nhiều web khỏe như kiểu future bank ấy thì nó sẽ bắt bạn phải xác nhận qua mất mấy ngày ấy, thì nhiều bạn cũng lản ấy thì nó không 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 các bạn nghĩ rằng là nó không không thể rút được nên nhiều bạn nó lản thì nó ít người chơi nhưng mà thực ra cũng là nhiều người chơi đấy chứ không phải ít người chơi đâu nhưng mà nó vượt qua cái yêu cầu thì mình hướng dẫn cho các bạn vượt rồi nhưng mà cũng ít người chơi thì nó sẽ bị lản hơn thì nó chưa chưa sập nó vẫn cho chơi free nhưng mà mình nghĩ tương lai nó sẽ nó sẽ ra một cái gì yêu cầu gì khác để cho việc future gì mình phụ future banh đấy thì cái đấy thì mình cũng không rõ. Nhưng mà cái app này thì các bạn thử hack xem nhé Thì mình bây giờ mình sẽ gửi link cho uh, gửi D cho các bạn kênh YouTube này xong đó thì các bạn vào group Facebook của mình mình để ở bên dưới để có gì thì các bạn hậu, 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 xem đón nhận kết quả. Bây giờ mình cũng sẽ cày và và nhiều bạn mình sẽ gửi cho các bạn ở trong Telegram để các bạn ấy thử hack thử cái app này xem. Có nghĩa là bạn chạy thử auto xem nó có rút được hay không. Thì tất cả kết quả đấy mình sẽ post trên kênh post trên Facebook của mình. Và cái chế độ hoạt động của cái này thì vẫn giống hệt như kia nó là hoạt động dựa trên việc quảng cáo sản phẩm. Cái app trước nó sập là do các bạn ấy rút một ngày có bạn một ngày vẫn rút đến 3 lần thì tại sao nó không sập. <laughs> Thế nên là các bạn phải lưu ý cái phần này nhá có thể là nó sập có thể là nó rút được có thể là không rút được cái đấy thì mình cái đấy nó phụ thuộc vào app chứ không phải là do phụ thuộc vào bản thân mình mình chỉ là thấy nó hay thì mình giới thiệu cho các bạn ok cảm ơn các bạn đã xem kênh youtube của mình nhớ subscribe và ấn vào cái phần chuông để nhận được clip mới nhất của mình để nhanh chóng cập nhật thông tin không thì khi khi đến lượt bạn mà nó không rút được thì nhiều bạn con mừng rồi nhiều bạn nói với mình là anh ơi tại sao em lại không rút được thì mình cũng rất là buồn thực ra mình cũng rất là buồn nhưng mà mình không biết làm cách nào bởi vì, vì lúc đấy thì đến lượt bạn ấy thì hết mất rồi không thể rút được nữa rồi thì mình <laughs> mình cũng thực sự là mình rất là buồn ok cảm ơn các bạn đã xem kênh youtube của mình hẹn gặp lại các bạn vào những cái app sau ok thank you